Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê, kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Một đất nước không còn lý tưởng, không còn sự tử tế, đất nước đó sẽ đi về đâu? Ngày 17 tháng 1 năm 2023, trang tiếng dân, đăng bài của tác giả đoàn Bảo Châu với câu hỏi Bao nhiêu phần trăm cán bộ ở Việt Nam có lý tưởng phục vụ đất nước? Tác giả đoàn Bảo Châu cho rằng, muốn có lý tưởng thì người cán bộ phải có khát vọng tỏa sáng bằng tài, bằng tâm của mình. Thực sự khi đã ở vị trí cao, không ai trong số họ đối khác, không ai trong số họ phải nhận tiền bẩn mới tồn tại được, con cái họ chắc chắn đã có một tương lai tốt, đã có một bàn đạp vững chắc để vươn lên. Nhiều bạn cười khi tôi nhắc đến từ lý tưởng, từ ấy không hề xa lạ, mà thực ra là một từ vô cùng cần thiết để có một đất nước phát triển thịnh vượng. Những vị cán bộ không nhìn thấy rằng việc của họ là ghi danh vào sử sách chứ không phải tích lũy làm giàu cho mình và cho con cháu của cho con quá nhiều nhưng không chính đáng chỉ làm chúng hư hỏng con người nào cũng cần có sự nỗ lực xây đắp cuộc đời của chính mình tác giả nêu quan điểm hình ảnh bài viết trên trang tiếng dân của tác giả đoàn bảo châu tác giả dẫn lại một câu hỏi mà theo tác giả là rất hay đồng chí ấy là con đồng chí nào mà giỏi thế nhỉ bởi vì đơn giản một lẽ các đồng chí con không tự đi lên bằng đôi chân của mình nhân cách của các đồng chí con đã hỏng từ lâu rồi người có lòng tự trọng sẽ không chấp nhận một con đường ưu tiên như vậy đã hỏng thì làm gì làm cán bộ tốt được tác giả cho biết quan điểm này có vẻ xa lạ với đa phần mọi người ở việt nam nhưng lại rất gần dễ hiểu với thanh niên các nước văn minh chính vì nhân cách của các đồng chí con đã hỏng nên tác giả không ngạc nhiên khi củi gọc củi khủng chất đầy và sẽ không ngạc nhiên trong một thời gian dài nữa bởi các đồng chí thiếu gốc các đồng chí ăn sỏi ở thì và văn hóa các đồng chí không cao khi nhân cách đã hỏng các đồng chí làm gì còn lý tưởng để phục vụ nhân dân thực tế ở việt nam các quan chức đừng hạch sách dân là người dân đã cảm thấy may mắn lắm rồi làm gì mơ tới chuyện được họ phục vụ tác giả đoàn bảo châu viết tiếp vậy câu chuyện của những người dân mất đất là có thật hay không hay do thế lực thù địch bịa ra thật đấy thật một trăm phần trăm đấy rất đau xót vô cùng đau xót đấy Nhân dân đã theo lời kêu gọi của các đồng chí để lao vào khói lửa, bao thanh niên hy sinh tuổi xuân, bao bà mẹ ông bố mất con cho một ngày mai tươi sáng. Nhưng rồi các đồng chí đã cho họ cái gì trong thời bình, biết bao gia đình mất đất, bị chôn vùi trong nỗi uất hận, sự đau khổ, phản kháng đấu tranh không khéo vào tù, rồi chết rụt trong cô đơn tuổi nhục. Những gì tôi viết là sự thật, là nỗi đau khổ thực sự, cho dù có bị chụp mũ, bị đặt tên, Phân loại kiểu gì thì sự thật ấy vẫn là sự thật. Con chim sinh ra phải hót, người chính trực sinh ra phải nói sự thật, cho dù có phải trả giá cho lời nói của mình. Hình ảnh dàn lãnh đạo Việt Nam với rất nhiều tai tiếng tham nhũng. Đồng thời tác giả cảm thấy đau xót. Một đất nước mà tham nhũng tràn lan như vậy thì đất nước sẽ đi về đâu? Người dân biết dựa vào đâu để có niềm tin vào ngày mai. Hiện thực chính là sự hứa hẹn của mấy chục năm trước, khi bao triệu thanh niên lau mình vào máu lửa đấy. Cuối cùng tác giả kết luận, lịch sử sẽ ghi tên các đồng chí, nhưng ghi vào phần nào thì tôi không chắc. Một căn nhà mà các cột trụ mục ruỗng như vậy, thì người dưới mái nhà ấy sẽ ra sao? Lòng tự hào dân tộc, lòng tin vào tương lai sẽ thế nào? Thế hệ trẻ biết ngẩn mặt vào đâu để học những điều tử tế? Thật vậy, khi một đất nước chỉ coi trọng hậu duệ, tiền tệ, quan hệ, thì làm sao có chỗ cho sự tử tế tồn tại? Người và người chỉ chăm chăm chà đạp lẫn nhau, để chứng tỏ bản thân mình, để vinh thân phì ra. Một đất nước mà bất kỳ một sự tử tế nhỏ nào cũng có thể trở thành sự kiện, như kiểu nhặt được của rơi thì trả lại, đất nước đó sẽ đi về đâu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Một đất nước không còn lý tưởng, không còn sự tử tế, đất nước đó sẽ đi về đâu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và Facebook của Thời báo chấm đê để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Quyền lực của ông Trọng ngày càng cao Từ Canberra, Úc, ông Carl Thayer, giáo sư Học viện Quốc phòng Úc và là nhà quan sát chính trị Việt Nam lâu năm, nhận định với VOA rằng Đảng chọn thời điểm loại ông Phúc vào lúc người dân đang chuẩn bị đón Tết nguyên đáng rõ ràng là để giảm tối đa sự chú ý của dư luận. Bình luận này được đăng trong bài báo Ông Phúc bị loại chứng tỏ uy quyền của ông Trọng trên VOA ngày 19 tháng 1. Hình ảnh bài viết trên trang VOA tiếng Việt chỉ có thể phỏng đoán rằng trong lúc cuộc đấu tranh với các sai phạm trong chống dịch Covid-19 đang trên đà, những mối quan hệ với gia đình ông Phúc bị phơi bày. Điều này đặt ra vấn đề về tính giải trình khi xét đến việc hai phó thủ tướng bị cho thôi chức VOA dẫn lời giáo sư Carter phân tích, bộ chính trị có thể chọn cách xử lý khác như khiển trách, cảnh cáo hay yêu cầu ông Phúc tự phê bình trước bộ chính trị. Tuy nhiên, họ đã chọn cách để ông Phúc tự nguyện nộp đơn xin nghỉ để giữ thể diện cho ông. Cũng theo lời giáo sư Carter, vị giáo sư này chỉ ra quy định về những gì đảng viên được và không được làm mà ông trọng ban hành, trong đó có những quy định về trách nhiệm của đảng viên trong đảng ủy và các cơ quan chính quyền để làm cơ sở loại bỏ ông Phúc. Ông Trọng vẫn còn uy quyền chừng nào ông vẫn còn nhận được sự ủng hộ của đa số Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương. Ông nói thêm và cho biết chính sự ủng hộ này để giúp ông Trọng loại được ông Phúc. Nếu so với hồi năm 2012, ông Trọng đã không có đủ số phiếu của Trung ương để kỷ luật ông Dũng. Theo giáo sư Thayer, do ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương đã chuyển từ chính phủ sang đảng và bản thân ông Trọng đã thay ông Dũng làm trưởng ban chỉ đạo này. Nhờ vậy mà ông Trọng đã củng cố được quyền lực. Vị giáo sư này không cho rằng việc ông Phúc bị loại bỏ là do đấu đá chính trị trong nội bộ đảng mà là vì ông Phúc là nạn nhân của việc ông Trọng chỉ mũi dùi vào tính giải trình của các quan chức đảng cấp cao trong việc giám sát người dưới quyền. Đây là vấn đề khẩn cấp do sự phẫn nộ của quần chúng xung quanh những bê bối trong phòng chống dịch Covid-19, ông phân tích. Hình ảnh ông Phúc và ông Trọng bằng mặt mà không bằng lòng. Tuy nhiên ông nhìn nhận ông Phúc thuộc cánh chính phủ, trong khi ông Trọng thuộc cánh đảng, và những người thuộc hai cánh này có tầm nhìn và lợi ích riêng khác nhau. Tại đại hội 13 của đảng, người của hai cánh này đã đẩy ông Trọng và ông Phúc vào tranh chức tổng bí thư và kết quả là ông Phúc không đạt được đủ sự ủng hộ. Khi được hỏi có phải ông Trọng làm gắt gao hơn trong chiến dịch đốt lò của mình so với người đồng cấp ở Trung Quốc tộc Cận Bình trong chiến dịch đã hổ diệt rùi hay không, Ông Khác thay cho rằng mặc dù ông Trọng theo sát những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc và tập cận bình làm, nhưng cần nhớ rằng ông Trọng đã tập trung vào việc xây dựng đảng trong suốt sự nghiệp của ông rất lâu trước khi ông tập lên nắm quyền ở Trung Quốc. Trong khi ông tập muốn làm tổng bí thư và chủ tịch nước trọn đời thì ông Trọng lại muốn đưa cuộc chiến chống tham nhũng trở thành di sản của ông. Ông giáo sư phân tích Ông Trọng chắc chắn có động cơ bài trừ tham nhũng. Ông đã tiến hành một cách thận trọng bằng cách sửa đổi các quy định của đảng theo thời gian. Nhờ đó, ông đã đặt được nền móng cho việc trừng trị các quan chức tham ô hay biến chất cho dù cấp cao đến đâu. Ông thầy giải thích và cho rằng sở dĩ ông Trọng đẩy được cuộc chiến tham nhũng trong các vụ án liên quan đến Covid lên mức cao như vậy là do sự phẫn nộ của nhân dân. Đánh giá về cựu chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc, ông thầy giờ nói, Ông Phúc từng là cánh tay mặt rất đắc lực cho chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng với tư cách phó thủ tướng thường trực và không có dấu hiệu gì cho thấy ông Phúc là người cán bộ suy đồi. Ông Phúc làm việc hiệu quả nhất khi ông đứng đầu chiến dịch chống dịch, huy động toàn thể chính phủ với tư cách chủ tịch nước, ông Phúc đã đại diện cho Việt Nam rất hiệu quả trên trường quốc tế, ông Thầy giờ đánh giá sự sụp đổ của ông ấy là cú sốc đối với Việt Nam và cộng đồng quốc tế có rất nhiều góc nhìn và đánh giá khác nhau về việc ông Nguyễn Xuân Phúc bị buộc thôi chức vụ. Tuy nhiên, dường như mọi ý kiến đều thống nhất rằng việc này được thực hiện do quyền lực của ông Trọng đã gần như tuyệt đối trong Đảng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo Chấm D với bản tin "Quyền lực của ông Trọng ngày càng cao". Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo chấm d